Thưa quý vị và các bạn, chùa Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm là một ngôi chùa nổi tiếng, một địa điểm văn hóa, tâm linh, thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ 122 pho tượng đất có niên đại hàng trăm năm, ẩn chứa trong đó những giá trị về mặt lịch sử, nghệ thuật tạo tác, độc nhất vô nhị. Đây là một di sản văn hóa độc đáo hiếm có của xứ nhãn Hưng Yên. Chùa Nôm có tên khác là Linh Thông Cổ Tự, do trước kia được bao quanh bởi một khu rừng thông. Sau đó người dân gọi là Chùa Nôm do chùa gần với chợ Nôm. Theo sử sách, Chùa Nôm được xây dựng từ khoảng 500 năm trước bởi trong hai tấm bia đá lớn đặt sau hậu cung có từ thời Hậu Lê ghi rõ đời Chính Hòa năm Canh Thân 1680. Sau khi lên ngôi, nhà vua cho xây dựng lại chùa. Điều đặc biệt nhất của Chùa Nôm chính là 122 pho tượng cổ làm bằng đất sét. Dù đã trải qua nhiều biến động của lịch sử và thiên tai, nhưng những pho tượng này vẫn còn nguyên vẹn như xưa. Đây là kỷ lục mà không ngôi chùa nào ở Việt Nam có được. Về nguồn gốc và lịch sử của bức tượng cổ này thì đến nay chưa được biết rõ bởi không có tài liệu ghi chính xác. Một số nhà nghiên cứu cho rằng những pho tượng như Tam Thanh, Tam Thế, A-di-đà, Phật Bà, Đức Ông, Đức Thánh Hiền, Bát Bộ Kim Cương, Thập Điện thì khó có thể biết được tạo tác từ khi nào bởi những pho tượng này mang truyền thống của chùa chiền xứ Bắc. Tuy nhiên các pho tượng Thập Bát La Hán ở hai dãy hành lang thì là những pho tượng tiêu biểu cho nghệ thuật điêu khắc tượng thế kỷ thứ 10-13. Như vậy, có thể những pho tượng đất này đã được các nghệ nhân tạo tác từ thời Lý Trần đã trên dưới 1.000 năm. Hệ thống tượng cổ được bài trí khắp các gian thờ và hai dãy hành lang của ngôi chùa với các hình tượng quen thuộc trong Phật giáo Việt Nam như tượng Hộ Pháp, Tam Thế, Tứ Vị Bồ Tát, Bát Bộ Kim Cương, Thập Bát La Hán. Nét độc đáo, kỳ công của người thợ ở đây đó là các pho tượng được tạo tác với đủ tư thế, hình dáng, biểu cảm và kích cỡ khác nhau. Mỗi tượng một vẻ, từ trang phục đến trạng thái của các pho tượng cổ mang đậm nét dân dã, thuần Việt và thoát tục. Điều này chứng tỏ trong con mắt của cha ông ta, Phật giáo rất gần gũi với đời sống con người. Phật giáo và đời sống như hòa vào là một. Truyền chất liệu làm tượng đất gồm có mật, giấy gió, đất sét. Những thứ này được trộn đều, giã đến khi nhuyễn thành một hợp chất dẻo quánh thì mới sử dụng nặn tượng. Tượng đất nặn xong thì được phủ một hoặc nhiều lớp sơn phết bên ngoài. Lớp sơn vừa có chức năng bảo vệ tượng, vừa nâng cao giá trị thẩm mỹ. Trải qua thăng trầm của lịch sử và bao trận lũ lụt, loạn lạc, nhưng những pho tượng vẫn còn nguyên vẹn và giữ nguyên màu sắc ban đầu. Năm 1945, vỡ đê sông Hồng, nước ngập đến nóc Linh Thông Cổ Tự. Thế nhưng, không ai ngờ, sau khi nước rút đi, ngôi chùa đổ vỡ, nhưng những pho tượng đất thì vẫn nguyên vẹn. Người dân múc nước dội lên các pho tượng, lớp bùn trôi đi, các pho tượng đất lại hiện ra, lớp sơn sáng bóng như mới. Tiếp đó là năm 1971, trận lụt lớn nhất thế kỷ 20, các pho tượng đất trong chùa Nôm tiếp tục bị ngâm trong nước suốt nhiều ngày, nhưng vẫn an toàn, nguyên vẹn, không tan rã thành bùn. Đây là điều mà nhiều nhà nghiên cứu vẫn chưa lý giải được. Những pho tượng đất cùng với sự cổ kính, trầm mặc của ngôi chùa đặc trưng vùng đồng bằng Bắc Bộ đã góp phần làm nên sự nổi tiếng của chùa Nôm. Rất nhiều du khách trong và ngoài nước đã đến đây tham quan, chiêm bái để được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ đẹp và sự độc đáo hiếm có của những pho tượng đất chùa Nôm.